Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có thông tin về trình tự hệ gen của virus SARS-CoV-2, các hoạt động nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 đã được nhanh chóng khởi động. Vaccine phòng COVID-19 là liều thuốc mà ai hiện nay cũng mong đợi để nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thông tin được tổng hợp từ trang kênh 14.vn. Bộ Y tế thông tin việc mua vaccine ngừa COVID-19 của Nga và Anh. Bộ Y tế đang rất nỗ lực và tích cực phối hợp với các nhà cung cấp vaccine trên thế giới để thực hiện mua và phối hợp sản xuất vaccine, trong đó có Nga, Anh, Mỹ và các nước khác. Mới đây, Bộ Y tế đã đăng ký mua vaccine của Nga và Anh. Tuy nhiên, việc cung cấp vaccine phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, quy trình thử nghiệm vaccine ở Việt Nam trước khi đưa vào sử dụng phải tuân thủ những quy định chặt chẽ và đòi hỏi thời gian, nên đây là một trong những thách thức lớn trong việc sớm đưa vaccine tiếp cận với người dân. Tình hình sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong nước. Công ty vaccine và sinh phẩm số 1 của Bộ Y tế đang phối hợp với Trường Đại học Bristol của Anh nghiên cứu sản xuất vaccine theo công nghệ vector virus. Đây là công nghệ tiên tiến được nhiều hãng sản xuất vaccine lớn trên thế giới sử dụng trong phát triển vaccine ngừa COVID-19. Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang của Bộ Y tế đang phối hợp với tổ chức PAT của Mỹ để sản xuất vaccine trên cơ sở quy trình sản xuất vaccine cúm mùa và cúm đại dịch theo chương trình hợp tác quốc tế với các đối tác của Thái Lan, Ấn Độ, Brazil và Serbia. IVAC là một trong 14 nhà sản xuất vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới chọn để hợp tác sản xuất vaccine cúm đại dịch. Các đơn vị khác cũng đang trong quá trình nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19, bước đầu cho thấy kết quả khả quan. Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, theo kế hoạch, vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam sản xuất có thể ra mắt và sử dụng rộng rãi vào tháng 10 năm 2021. Mỹ phân phát miễn phí vaccine COVID-19 cho người dân. Ngày 13 tháng 8, các quan chức y tế Mỹ thông báo nước này sẽ phân phát miễn phí vaccine COVID-19 nếu loại thuốc này được chứng minh là có hiệu quả. Cụ thể, chính phủ Mỹ sẽ chịu trách nhiệm về việc chi trả và phân phối vaccine. Ngoài ra, họ đang làm việc với các công ty bảo hiểm sức khỏe thương mại để cung cấp vaccine miễn phí và không có thêm khoản đồng thanh toán. Mỹ đã đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ cho 6 dự án vaccine và ký kết các thỏa thuận để cung cấp hàng trăm triệu liều nếu chúng được thông qua sau các thử nghiệm lâm sàng. Các nước phản ứng ra sao trước thông tin Nga có vaccine COVID-19? Việc Nga phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên chỉ sau chưa tới 2 tháng thử nghiệm trên người khiến nhiều nước quan tâm, song cũng nhiều nơi bày tỏ khuyến cáo thận trọng. Nga tuyên bố đã chế tạo thành công vaccine chống COVID-19 mang tên Sputnik V, lấy theo tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới được Liên Xô phóng lên quỹ đạo vào năm 1957. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết WHO và giới y tế Nga đang thảo luận về thủ tục xin cấp phép trước của WHO. Việc cấp phép trước với bất cứ loại vaccine nào cũng bao gồm khâu xem xét và đánh giá khắt khe với mọi dữ liệu bắt buộc về tính an toàn và hiệu quả. Trong khi đó, các chuyên gia y tế châu Âu nói nếu không có dữ liệu thử nghiệm đầy đủ sẽ rất khó để tin tưởng vào vaccine do Nga phát triển. Mục tiêu có một sản phẩm an toàn còn quan trọng hơn việc trở thành nơi đầu tiên có vaccine tiêm cho mọi người. Vaccine đúng chuẩn được thử nghiệm như thế nào? Theo các quy chuẩn về thử nghiệm vaccine của Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch Hoa Kỳ, cũng như của ngành y tế thế giới, việc thử nghiệm bắt buộc phải trải qua các giai đoạn sau. Giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng, sau khi bào chế xong, vaccine sẽ được thử nghiệm trên động vật trong phòng thí nghiệm. Giai đoạn 1, 2, 3, vaccine sẽ được thử nghiệm trên một quy mô lớn từ vài ngàn đến 100.000 người tình nguyện, chia thành nhiều nhóm với các độ tuổi khác nhau. Các giai đoạn thử nghiệm đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra, tốn nhiều thời gian và công sức cũng như hao tốn chi phí rất lớn. Đã xảy ra trường hợp khi thử nghiệm các giai đoạn 1, 2 và 3 đều cho kết quả tốt, nhưng khi triển khai áp dụng trên quy mô toàn dân thì phát sinh những tác dụng tiêu cực cho sức khỏe con người. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai sẽ là chủ đề Người bệnh mạn tính, đặc biệt đề phòng COVID-19 chủng mới. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.